Vui quá. Mình về nhà thôi con. Hôm nay đi siêu thị mua được nhiều đồ quá. Về đến nhà rồi. Hai bố con vào nhà đi nào. Mẹ sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Hai bố con đi tắm đi nha. Tôi đi đây. Vâng ạ. Nhiều đồ quá. Mình phải cho hết sữa vào tủ lạnh mới được. Tối nay sẽ cho hai bố con nó ăn gì nhỉ? À, mình sẽ rán trứng. Chắc là hai bố con nó sẽ thích lắm đây. Đặt chảo lên bếp đã nào. Bây giờ mình sẽ đập trứng vào. Ai gọi thế nhỉ? Alo, bác sĩ Thỏ ạ? Vâng, vâng. Vâng. Tôi sẽ đưa Peppa đến tháo bột vào lần tới. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vậy sao? Vậy tôi vui quá. Cảm ơn bác sĩ. Tạm biệt bác sĩ. Thôi chết rồi. Ui, trứng của mình cháy mất rồi. Mình lơ đãng quá. Mai nghe điện thoại. Giờ phải đi gọi đồ ăn sẵn thôi. Tắm nhanh lên con. Bố ơi, con ngửi thấy mùi khét. Bố cũng thấy khét. Bố con mình vào bếp xem sao. Mẹ con rán trứng cháy rồi. Đi tìm mẹ thôi. Alo, ship cho tôi một suất pizza nhé. Bà rán trứng cháy rồi. Tôi đã gọi đồ ăn sẵn rồi. Pizza đến rồi đây. Chào anh. Nhanh quá, cảm ơn anh. Không có gì, tôi về đây. Pizza có rồi. Cả nhà mình cùng ăn thôi. Vậy là được ăn pizza sao? Ngon quá.